từ cứu mang chi ta mười ngày sinh ra con. Cha thì vất vả chạy ngược chạy xuôi, đặt đồi buôn ba kiếm từng bát cơm bánh áo. Cha ơi, lúc bé để con ở với mẹ với cha, lớn lên đi con đi xuất gia lấy chồng xa, con lấy chồng xa con ăn phần nhà chồng. Bố mẹ cứ bảo con rằng có con gái mà gả chồng gần có gần là cùng má. Con gái mà lấy chồng xa, chim kêu vườn hoa thì biết nhà mà đâu. Con là gái thảo dễ hiền, con là út đây giàu con út khó con út. Vợ chồng con ngoài cha thì bữa cơm tối đã đến mất rồi. Cha ơi, bữa cơm tối ngày hôm nay con gái con dễ út đi. Con là trinh, con là tinh, là trai thảo dâu hiền.
con gọi cha đi bữa cơm tối đến rồi, cha về cha ăn cơm người ra đi.
chào cuộc đời đi riêng của Chốt Bình Diện và Trúc Tâm Hoàn Thể Khắp Nhà. Cha ơi, cha dậy đi, con lại chính là tinh linh, con lại chính tinh linh. Đau xót nỗi lòng mà hay con về đây. Ôi cha ơi, cha đâu rồi? Cha về đây cho con ta về, cha độ trì cho vợ chồng con ấy ở trên đời. Con ở trên đời, con luôn được bình an. Vừa qua Đoàn Nhạc Hiếu đã thay lời cho vợ chồng con trai là chính tính con gọi cha.